À, em không có bị bế lên giường, mà bế lên giường ngày nào cũng bị bế lên giường hết. Trời, cái kiểu này chắc là mỗi ngày mà vui vẻ đó hả, phải live xíu để quý vị thấy rằng mình không có bị bế lên. Đúng là môi nói đúng rồi, tại vì ông lại lai xin mà giờ mưa không luôn. Chắc chắn là trời sẽ đổ mưa, đúng thật luôn. Hôm qua ông Dũng là môi nói đúng rồi, tại vì ông lại lai xin mà giờ mưa không luôn. Mời Dũng, mời anh lên đây. Mà nãy giờ giá công mà khi em lai xin trời sẽ đổ mưa, tâm linh là có thật, tôi sẽ khôi phục. Hôm nay nãy giờ giá đó. Lừa đảo tôi như thế nào, tôi hồi phục lại tất cả. Và cái đợt ba thứ hai sắp sửa xuất hiện nha quý vị. Đỉnh quá đi, anh quỳ lại anh là bởi vì anh nói em là khi live stream trời sẽ đổ mưa. Trời nó đổ mưa rồi, đang mưa. Mấy vụ che lẽ không trời thấu hiểu được sự khổ đau của tôi đó quý vị. Ôi trời, tôi đổ nè. Một lòng tôi yêu nước. Ôi em này khóc bài nè, mừng đi, khóc mừng, khóc mừng, khóc mừng. Khóc đó. Ôi, vô á vô. Quý vị thấy không? Tất cả những tin nhắn xóa hết. Cha mẹ, ông bà, tổ tiên, ân hiểu thảo, ân đất nước, ơn với trời Phật và ơn với đồng bào và nhân loại, chúng ta làm cái gì. Cho nên cái đây là cái mà chúng tôi muốn trả ơn và muốn chia sẻ lại cho các cháu. Và chúng tôi cũng không mong muốn rằng các cháu để trả ơn cho tôi cái gì mà tôi may mắn là tôi làm được. Trời Phật xui khiến và đất nước phát triển là làm được, thì thôi mình dành hết những gì có thể mình đã làm trước khi mình thêm đi về lại với cái chỗ mà trước đây mình lên đường. Nên hôm nay là ngày 20 tháng 8, à 20 tháng 10, xin lỗi, 20 tháng 10, mà đã nói đến phụ nữ Việt Nam thì phải nói rằng nó khác hơn phụ nữ các nước ở chỗ nào, khác hơn cái ngày phụ nữ quốc tế chỗ nào. Đặc biệt người phụ nữ Việt Nam, cái gì đàn ông làm được phụ nữ Việt Nam đều làm được. Trong cái tứ bất tử của người Việt Nam, chúng ta một là khắc phục thiên tai, thì để khắc phục thiên tai, chống thiên tai thì luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ. Đó là cái câu chuyện của Sơn Tinh Thị Tinh. Thứ hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, mỗi khi đất nước có hỗ trợ, có chiến tranh, thì biết bao nhiêu phụ nữ cũng xả thân như đàn ông. Thứ ba là tình nghĩa trăm năm, câu chuyện của chữ Đồng Tử và Tiên Dung, thì cũng có bóng dáng phụ nữ trong cái tứ bất tử. Cái đặc biệt, cái to lớn nhất của người phụ nữ Việt Nam chúng ta có, đó là rạng vẻ trăng rằm từ bi. Đó là cái người phụ nữ Việt Nam luôn luôn hướng đến điều từ bi, thánh thiện và người mẹ hiền trong lòng của mỗi công dân của Việt Nam. Ai cũng được mẹ mình sinh ra, và tôi nghĩ rằng ai cũng nghĩ như thế. Nên xin trao hết cái quyền điều hành của cái quỹ, cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu lại cho em, và mong em coi các con, các cháu như chính là người thân, là con của mình, để làm hết những gì có thể. Còn hết tiền mà lạ lợi nhuận mà làm hết thì bán tài sản ra để làm, để chia sẻ, đặc biệt là trẻ em con gia đình nghèo và khó khăn. Và chúng tôi cũng nói rõ là chúng tôi chỉ tập trung vào cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu, đó là cho trẻ em bị tim bẩm sinh. Còn các cái chương trình khác thì chúng tôi không với tay ra nổi. Và cũng xin thưa với quý vị, mỗi khách, mỗi quý khách đến đây chơi, vui chơi, đó là mua tấm vé vào biển hay là vào vườn thú hay
hay là các trò chơi. Đó là tôi bán cái giá trị của vui chơi giải trí. Nhưng tôi luôn luôn là tôi vẫn cảm ơn quý vị đã đóng góp cho chương trình Trái Tim Hà Ngẫu và chữa lành các cái vết thương của các em bé mà không được là khỏe mạnh khi cha mẹ sinh ra. Và cho tôi một lần nữa xin chương trình đó tôi cũng xin thay mặt, và tôi làm nhiều năm nhưng mà riêng hôm nay xin thay mặt cho các cháu đã được mổ và các cháu sắp được chữa. Xin cảm ơn tất cả các quý khách đã đến Đại Nam cũng như chuẩn bị đến Đại Nam. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn các bạn. Trong ngày phụ nữ Việt Nam thường thường là thương con nó khác là đẻ thành nên, nhưng mà cái tâm của người mẹ bao la và ai cũng nghĩ là mẹ mình. Tôi cũng vậy, mẹ tôi là tất cả, như Phật Bà Quan Âm như thế. Người nào cũng nghĩ mẹ mình như thế. Đặc biệt cái người mẹ mà lúc mang nặng để đâu là chị phải quay ngang xui. Nhớ tới cái đó lúc còn sống. Cha mẹ cũng vậy, ráng cố gắng. Các em, các cháu hiểu thảo 30 khi hữu mới đủ 18 tuổi thì sẽ tiếp tục cái chương trình này và sẽ dành hết những cái lợi nhuận làm ra được thì phục vụ cho chương trình. Nếu thiếu thì bán những cái tài sản chúng tôi đã tích lũy được trong 45 năm cần cù lao động đã làm được để phục vụ cho chương trình này. Và tôi cũng muốn gửi gắm cả một tấm lòng, vì đàn ông thì không chu đáo bằng người mẹ đối với những đứa bé. Và tôi vợ chồng tôi đã thống nhất với nhau, kể cả các con tôi, là đem dâng hiến lại cho đời. Và nguyện mà chết cũng không mang đem theo được gì, thôi làm những gì làm được tranh thủ mà làm. Và tôi đã cách khi sinh Hà Ngẫu ra để dành để phục vụ cho cộng đồng, chứ không phải để cho con mình đó, để nhiều nhà lầu nhiều xe hơi để là sống hưởng thụ, mà để chia sẻ cho đời, chọn một đứa sức khỏe đến tất cả các phụ nữ ở Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc, vui vẻ và từ bi, chia sẻ với kể cả từ cái tâm thánh thiện của mình cho hàng xóm, cho những người chung quanh, cho xã hội, để xã hội thêm ngày càng thêm tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là xin chúc em ngày hôm nay xong thì cũng tập trung vào cái chương trình mổ tim cho các cháu và quên bớt những gì cần thiết quên, và chúng ta sống hôm nay vui vẻ và ngồi cái chăm con mình, chồng mình thì cũng chăm các cháu được mổ tim. Cảm ơn em. Và có lẽ lúc này mình cũng xin được mời chú Huỳnh Uy Dũng quá này, sẽ có một hành động rất là ý nghĩa gửi đến cho quý vị Phương Hằng. Đó là sẽ cùng trao ủy quyền quỹ Hằng Hữu gửi đến cho CEO Nguyễn Phương Hằng, đồng thời là một bó hoa tươi thắm để thay cho những tình cảm tốt đẹp. Trước khi tặng bó hoa tươi thắm thì tôi xin tặng cái quyết định để giao quyền lại cho vợ tôi điều hành cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu đến 2030. Xin được cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà ngày hôm nay chú Huỳnh Uy Dũng dành tặng gửi đến. Thay mặt cho gia đình và là người chồng tặng em bó hoa nhân ngày 20, cũng xin thay mặt cho các cháu đã mổ tim của cái chương trình Trái Tim Hằng Hữu và sắp để được chăm sóc ở chương trình Trái Tim Hằng Hữu một bó hoa tươi thắm. Phải nói quý vị thấy không, anh Dũng trao cho tôi một trách nhiệm. Anh đứng đây, anh Dũng trao cho tôi một trách nhiệm. Đây cũng là sứ mệnh của tôi, và tôi nghĩ rằng là đấy, cái hạnh phúc nhất của đời tôi là làm sao để giúp được những trẻ em nghèo bệnh tật mà gia đình hoàn cảnh khó khăn
Thì đó là lý tưởng của tôi, và tôi cũng là tác giả của cái quỹ mổ tim Thằng Hữu. Thì vẫn với hơn 2,5 năm thì tôi đã không hoạt động rồi. Thì ngày hôm nay tôi chính thức nhận lại một cái trách nhiệm này. Đây tôi nghĩ là cái hạnh phúc nhất mà tôi có thể làm được tốt nhất cho những trẻ em nghèo bệnh tật đang rất cần chúng tôi, có đúng không ạ? Và một lần nữa em cũng cảm ơn anh, cảm ơn anh đã luôn tin tưởng em, đồng hành cùng em và chia sẻ với em trong mọi hoàn cảnh. Hôm nay nhân ngày 20 tháng 10 thì em cũng là rất là hạnh phúc khi mà tổ chức một cái buổi phát show như thế này, có tất cả mọi người đang theo dõi chia sẻ. Em phải nói em vô cùng hạnh phúc và cảm ơn anh. Quá tuyệt vời thôi. Quý vị là cả một đời làm dành dụm về để xây lên một cái lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến. Và đây là một cái cả một linh hồn và trái tim của tôi đã gửi gắm vào đây. Và cái nơi này là nơi thiêng liêng, tâm linh là có thật. Và tôi đã quyết định là cái khu lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến là cái nơi thiêng liêng nên đó, là để mãi cho đất nước, để mãi mãi nó trường tồn. Và quyết định đó, cái tài sản này không bao giờ được đem cầm cố trong ngân hàng, được thành tài sản, không được thành tài sản chia chắc của các con của và không được cầm cố bằng mọi hình thức để chi, để cho nó trường tồn, để có cái nơi mà sau này dù tôi có, vợ chồng tôi có ra đi thì nó cũng trường tồn mãi mãi, để cho bà con cô bác đến thắp hương và vui chơi giải trí trong những ngày mệt nhọc, và hướng đến cái điều thánh thiện nhất, và hướng đến tổ tiên, đến cội nguồn, đến trời Phật, để mình có cái tấm lòng thương nhau, yêu nhau, mỗi người hướng đến cái điều thiêng liêng nhất. Nên là đừng có nói ai có bao nhiêu tiền mà có thể mua được cái lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, vì có bán đâu mà mua, mà nó biến thành một cái công trình không còn cái giá đồng nào hết. Nên để nó trường tồn mãi mãi không có giá, nghĩa là đâu có bán được, và cũng không cầm cố thế chấp, chứ không là sau này con tôi nó lấy nó đem nó cầm ở trong ngân hàng rồi á lại mai một mất đi. Mà tổ tiên các bạn vô trong đền thờ Đại Nam thì thấy rồi, thờ tổ tiên, thờ Bách Gia Trăm Họ, mỗi gia đình nào cũng thấy có gia đình mình ở trong đó. Và 1068 dòng họ của 54 dân tộc Việt Nam của đất nước mình. Nên là tôi cũng nói rõ, đừng ai nói rằng là sẽ thế này, sẽ thế này, quên đi cái ý nghĩ đó đi. Và nó đã được ký, và không với mọi hình thức, kể cả con cái tôi cũng có chia chác cái này. Và không ai nghĩ rằng cái Đại Nam này để làm, để kiếm tiền, mà nó sẽ là một điều gì đó thiêng liêng nhất cho dân, cho nước. Mong quý vị hiểu cho. Và một lần nữa, nhân ngày 8 tháng 3 mà mở chương trình 20 tháng 10 quên hoài ngày 8 tháng 3 tháng 10, ngày 20 tháng 10 và ngày đó là mở lại cái chương trình bổ tim cho các cháu. Và thông qua trước mắt là chúng tôi đã bàn với hai cái bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Nhi Đồng 2, và tiếp tục sẽ bàn với một số bệnh viện nữa để giúp cho các cháu, và chúng ta kết nối với nhau để giúp cho các cháu trở thành người công dân lành mạnh cho đất nước, cho cộng đồng. Xin lần nữa gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn phụ nữ, và ngày nay là ngày đàn ông nên nhường nhịn một tí. Tôi xin cảm ơn. Chú Huỳnh Uy Dũng, chủ tịch hội bạn chị, chị là giám đốc ạ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ phải nói lời chào tạm biệt cùng với chú Huỳnh Uy Dũng để một nụ hôn tạm biệt. Và ngay bây giờ thì cô Hằng sẽ cần phải tắt máy. Cảm ơn quý vị. Cường hay đi với chú rồi Cường. Bó hoa này là của con gái của tôi là Natalie. Con bé gái mà đêm qua tôi mới vừa nhắc đến, thì tặng mẹ hơn 2 năm rồi. Mẹ xa hai đứa nhỏ. Hai đứa lớn thì đã lớn rồi, cho nên là Natalie đã tặng cho mẹ một bó hoa này. Phải nói là tôi vô cùng xúc động vì em nó cũng đã trưởng thành 18 tuổi rồi quý vị. Cũng khoe quý vị thằng con gái tôi nó luôn luôn nghĩ tới mẹ. Cảm ơn quý vị. Dạ, xin được cảm ơn CEO Nguyễn Phương Hằng, và xin được mời cô Hằng có thể ngồi vào vị trí giám dự của mình. Bó hoa rất là đẹp đúng không ạ? Và với bó hoa này thì xin phép là chúng ta sẽ giữ vào những vị trí mà nó
đẹp nhất từ nay bây giờ sẽ như lại sân khấu gửi đến cho cô Hằng. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì quý vị cũng vừa được lắng nghe phần chia sẻ đến từ chú Dũng và cô Hằng. Thì trước khi bắt đầu đến với phần chia sẻ của cô Hằng, chúng ta cũng xin phép để ra 30 giây thôi để chia sẻ với quý vị là chúng tôi cũng xin được thông báo là tính đến thời điểm hiện tại thì số tiền, tổng số tiền từ thiện của chúng tôi đã thu góp được đó là 401.905.000.000 đồng ạ. Và trong đó chi tiết bao gồm là quỹ từ thiện Hàng Hữu là 94.977.000.000 đồng, quỹ từ thiện đến từ công ty cổ phần Đại Nam là 192.749.000.000 đồng, đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và xây dựng Đại Nam là 54.091.000.000 đồng, và đến từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tân Khai là 60.087.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền là 401.905.000.000 đồng. Thưa quý vị, xin cảm ơn nhắc lại chỗ này. Số tiền này là số tiền của công ty cổ phần Đại Nam chứ không phải là quyên góp. À, em xin nói như thế là mọi người nhầm lẫn là Đại Nam quyên góp. Số tiền từ thiện. Đúng rồi, số tiền từ thiện mà Đại Nam đã bỏ ra, và Đại Nam là ai? Là của tôi và anh Bình Duy Dũng. Xin nhắc là một lần nữa là chúng tôi chứ không phải là đi quyên góp. Nhớ anh chị. Xin được cảm ơn cô Hằng cũng chia sẻ rất là nhiều. Thưa quý vị, cả nhà thấy được và thưa quý vị cũng biết là ngày hôm nay thì bên cạnh câu chuyện mà cô Hằng sẽ cùng chia sẻ với quý vị thì chắc chắn là trước hết thì quý vị cũng biết là cô Hằng là một người có giọng hát rất là hay, đúng không ạ? Rất hay quá. Quý vị biết là từ hôm tôi về đến hôm nay là một tháng, thật sự ra là tôi không có nghỉ ngơi được bao nhiêu cả. Ai đã từng yêu mến Nguyễn Phương Hằng, tin Nguyễn Phương Hằng và ủng hộ Nguyễn Phương Hằng cũng như là công ty cổ phần Đại Nam và anh Bùi Duy Dũng. Và cái câu chuyện nó như thế nào thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Và bắt đầu vào chương trình thì tôi sẽ hát một bài hát đầu tiên để cho quý vị nhẹ nhàng một chút xíu. Sau đó tôi sẽ đi vào câu chuyện. Thì tôi hát bài Đoạn Buồn Đêm Mưa, đó là thương hiệu của tôi ạ. Dạ, một chân với tay ạ. Mình cũng lầm lẫn nãy giờ. Nói ra là mình hiểu liền. Ổn rồi, ai nữa nó cắt nha. Cả nhà ơi, cả nhà cho em câu hỏi là ổn, cả nhà báo em biết nha. Trời ơi, em live stream không được quá cả nhà, mạng yếu lắm. Tại vì quá đông rồi cả nhà. Cô đẹp cả nhà ha. Chuẩn bị đến đây phút là quốc không được khó nào nha cả nhà. Ủa bữa nay công ty có nghỉ, hôm nay ngày phụ nữ Việt Nam chắc có nghỉ mà. Ở ngày này ngày bình thường mà.
Nãy giờ đắc tới đắc lui chưa lại nữa. Tôi vào ngày hôm nay tôi tán thẳng vào mặt nó. Tán vô. Đúng không quý vị? Đúng. Đúng rồi. Rồi 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 bị tôi túp nó lại rồi kìa. Và tôi biết cái này nó được lại đó kìa. Nhiều pháo ta tỉnh thành. Gần như tụi nó có lội ra luôn. Vì tôi ở trong trại giam đó. Tôi ngoài đi lấy máy chị nè, ngoài đi. Những người tù. Làm gì? Người ta tưởng rằng tôi là phản động vì vào tội 331 đa số là phản động có tổ chức hết. Nhưng tôi chửi vì đam mê chứ tôi không có phản động. Đúng không quý vị? Và họ đã rò rỉ rất nhiều thông tin cho tôi. Tôi biết cả ông tổng thống phở kìa. Rồi, Việt, Việt, Việt Tân á, nó còn có tổng thống phở đó, đó quý vị. Nó đưa những cái chức sắc cho những người gọi là ham chức ham danh mù quáng để mà lao vào một cái công cuộc chống đối lại đất nước mình. Rất là nguy hiểm, rất lâm lương. Nhưng có những sự thông cảm vì chị em đi làm ở tù khổ lắm, cực lắm. Một sự thông cảm thôi. Người ta nói chuyện người ta không có ý, người ta nhìn qua. Chứ thật sự ra quý vị biết tất cả các tù nhân đều rất là chấp hành. Để vậy nó ngày phụ nữ Việt Nam chắc có nghỉ mà. Ở ngày này ngày bình thường mà. Rồi 20 ngày phụ nữ nào. Bà Yến mà nhìn lên sao nè, xe chở ngược sao á, mới đưa mình ra khách sạn.
Còn B cô lại đó kìa đi. Ở đẳng cái đằng này đi về khách sạn. Đẳng cái xe này chứ về khách sạn. Ra cái ngã tư này tới là sao ngoái đi thẳng vô luôn. Nãy ngoái lên xe lên đi. Ôm bông vô đó.